Trên này xin chào các bạn. Hôm nay trên này mua 3 chiếc điện thoại của Redmi 12C, là mức giá của nó bán tại Đài Loan là bao nhiêu? Mức giá bán tại Đài Loan 3 chiếc á cộng lại là bao nhiêu? Là 8.970 đồng, là miễn cái phí vận chuyển. Miễn phí vận chuyển mình, tại mình mua tới 3 chiếc nha. 3 chiếc. Thì bây giờ nếu mà tính ra một với giá một chiếc là bao nhiêu? Với giá một chiếc là bao nhiêu ha? Để cho này tính nha. Bây giờ 3 chiếc là 8.970, mình chia cho 3 nha, thì nó bằng là 2.990 đồng một chiếc tại Đài Loan nha. Cho này mua trên mạng nha, tại Đài Loan nha. Rồi nếu mà ở giá Việt Nam á, ở giá Việt Nam thì cho này mới xả mới ở giá Việt Nam thì cho này mới tra ra là trên Thế Giới Di Động bán là 3.590.000. 3.590.000. 3.590.000. Thì bây giờ tiền Việt Nam với tiền Đài Loan nó sẽ xích ra bao nhiêu? Thì bây giờ từ tiền Đài Loan nha, 1.000 thì đổi ra 750.000 đúng không? Thì bây giờ mình chia cho 750. Đây là giá tiền Việt Nam nha. Chia cho 750 nha. 750 thì nó bán ra với mức giá là 4.786 đồng. Tiền Đài Loan nha, mắc hơn là khoảng gần 2.000. Mắc hơn là khoảng gần 2.000 ở Đài Loan nha. Ở Đài Loan chỉ bán 2.990 đồng thôi một chiếc. Còn đi về Việt Nam thì bán mức giá nó mắc hơn nhiều. Thì bây giờ trên này mua tại Đài Loan á, 3 chiếc chỉ có 8.970 đồng. Tức ra là 2.990 đồng một chiếc nha. Còn ở Việt Nam thì bán mắc hơn, bán mắc hơn tới 1.000 mấy lần. Coi như là tính ra là bán mắc hơn là 4.000. Để coi, 4.786 đúng không? 4.786, giờ mình đánh 4.786. 4.786 nè. Mình trừ cho 290, 2.990 thì bán mắc hơn là bao nhiêu? 1.796 đồng. Đó, cho nên trên này mua cái này để xách tay về Việt Nam nha cả nhà. Ba chiếc còn bây giờ á, trên này khui ra nha. Khui ra. Nếu mà các bạn mua tại Việt Nam thì nó mắc hơn tới 1.000 mấy lần, gần 2.000, 1.700, mắc hơn 1.700. Còn mua tại Đài Loan rất là rẻ, giá nó rất là rẻ. Còn xài cái hàng này xong á, các bạn không cần phải, nếu mà nó hết pin hay là hư pin á, pin nó tới thời phải thay, các bạn không cần phải thay đâu. Tại vì nó điện thoại nó rẻ, bây giờ điện thoại mấy cái cảm ứng rẻ, mình không cần thay pin, mình trực tiếp mua cái mới xài là ok. Tại vì mình thay pin xong nó cũng nhanh hư hơn bằng giá mức mua cái mới vậy. Mình mua cái mới cho rồi. Đây mình khui ra nha, 3 chiếc nha. 3 chiếc. Đây là 3 chiếc. Một chiếc nè. Một chiếc còn trong hộp đàng hoàng nha, một chiếc. Chiếc thứ hai nè. Hai chiếc. Lấy ra. Chưa có khui nè. Hai chiếc. Không có. Rồi tới chiếc thứ ba. Chiếc thứ ba. Mua 2 ngày là hàng tới nơi liền. Chiếc thứ ba. Mua tại PC Home, mạng của Đài Loan. Cái trang web này cũng ok, uy tín, nói chung là trang web này uy tín. Ba chiếc ba màu khác nhau. Bây giờ mình khui ra nha. Tại vì này mình mua, cho này mua để đem về Việt Nam á, cho nên mình cũng không có cần đóng gói đâu ha. Đóng gói nhiều khi mình sợ em về Việt Nam gây khó dễ, cho nên mình khui ra ha. Mình khui ra với lại mình cũng thử máy coi máy có ok không. Thử máy không. Trên này thì không có xài qua hàng này, trên này không có biết, trên này toàn là xài Apple không à. Xài hàng trái táo mà. Nè, phong rất là kỹ luôn. Hàng đóng hộp phong rất là kỹ nha. Redmi 12C, hãng mới nhất á, điện thoại mới nhất nha, mới nhất. Này à, trên này mua về à, tặng cho mẹ với anh của trên này. Đây. Còn trong bọc đàng hoàng, trên này khui ra nhé. Wow, hàng mới tinh à. Mình coi khui cái màu đen, khui cái màu đen. Cái màu đen Redmi 12 điện thoại bự, mặt
trước mặt sau. Cho này cũng chưa xài cái này sao, nhưng này cũng chẳng biết xài như thế nào nữa. Mở thử coi. Không có pin hay sao bấm không lên ta? À, mở lên rồi. Khởi nguồn rồi. Khởi nguồn, khởi nguồn. Sao lâu thế? Ra rồi, ra rồi. Ra rồi nè. Đấy, tí khởi động hơi lâu. Nói chung là trên này nhìn chiếc này, trên này không có, không có gì, không có cảm giác. Trên này chỉ cảm giác với iPhone thôi. Thấy chứ, hàng này bán cũng đẹp. Cái này là chụp hình mặt trước, mặt sau. Ôi rõ quá nè, rõ quá nè. Sử dụng như thế nào? Nói chung là trên này cũng không có rành nha, không có rành. Tại hàng mới mua về trên này sử dụng thử, sử dụng thử. Cái này là pin hả? Pin, pin nè. Còn nó có AI nè, AI nè. Wow, nhiều ta. Bấm vô không được vậy. Tụt tụt tụt. Trời, rõ quá trời luôn. Dấu vân tay mà rõ quá trời vậy nè. Trời ơi, nó rõ còn hơn cái điện thoại iPhone mình đang sử dụng nữa. Nói chung mà Jenny không có biết, không biết sử dụng điện thoại này nha. Nó tại vì lần đầu tiên Jenny sử dụng cho nên cũng không có rành, không có rành. Lần đầu tiên cầm thôi, lần đầu tiên sử dụng đó nha, lần đầu tiên. Cho nên chỉ nói là hôm nay mình mua chiếc điện thoại này giá bao nhiêu, tại Đài Loan thì bán giá rẻ hơn ở Việt Nam nhiều nha. Đây một chiếc ha, một chiếc Jenny để đây nha. Bây giờ tới mình khui tới chiếc thứ hai nha. Khui tới chiếc thứ hai. Mình khui tới chiếc thứ hai. Giờ này chụp cái hình cái, chụp cái hình làm cái hình nền cái. Chụp cái làm cái hình nền. Rồi, bây giờ tới cái thứ hai. Cái thứ nhất thì mình khui, mình để ra đi. Thứ nhất. Cái mới khui cái màu đen. À, bà tạ khai chuyển sang cơ mà. Chuyển sang cơ tạ khai mà. Sang cơ tạ khai mà. Khai, khai á, khai á. Hãy sử dụng. Khai á. Ây dạ, nó mới quá. Nó hiền quá. Hải mẹ, mà má hải mẹ, hải mẹ, hải mẹ luôn gì hả? Nó mới quá nè. Sẽ muốn khai ha. Khai sẽ giúp tao là cơ hậu dung thôi đây. Tôi dần là hậu dung. Tại trên này mới hỏi. Mở ra coi cái nào sử dụng ngon. Ông nói, như nhau. Trời, bọc tới 2-3 lớp luôn nè. Bọc tới 2-3 lớp luôn. Chỗ này nó không có cái chỗ nào để đùng đùng để mình khui đó. Không có con dao dao mỏng. À.
chiếc này. Để coi chiếc này màu gì nha. Màu gì? Tại trên này mua 3 màu. Chặt quá vậy nè, khó tháo vậy nè. Ra rồi. Chiếc này màu gì đây? Màu nó tím tím. Nó không phải màu trắng, màu nó tím tím. Màu tím tím. Chị này quay phim thì bằng nhóc cái chơi game vậy. Chơi game mà nó hỏi mình quay xong chưa mẹ. Quay xong chưa? Cái tím tím. Rồi bây giờ mở lên. Bấm lâu lâu vậy đó. Trong khi chờ đợi màn hình nó hiện lên thì mình mở tới cái thứ ba nha. Cái thứ ba. Mở tới cái thứ ba. Này mua điện thoại về mình chỉ để sách tay thôi, nhìn bỏ hành lý là nó hư hết rồi cả nhà. Tại bỏ hành lý mà nó qua máy chụp á, chụp X quang chụp của nó mới chụp á. Là nó hư hết. Cho nên điện thoại chỉ có sách tay thôi. Không có được bỏ hành lý. Pin mà nó bị phù hay là nó pin nó bị yếu á, nó bị yếu nó hay mau hết pin thì mình có thể bỏ, mình mua cái mới. Tại vì điện thoại giá rẻ nhưng mà xài cũng ok, xài cũng ngon lắm, nghe người ta nói xài ngon lắm. Chứ cái hàng iPhone hàng hiệu bây giờ xài tùy theo cái, có cái xài ngon, có cái thì mình mua về xài á chưa hết cái hạn bảo hành nó đã tồi rồi, nó đã hỏng rồi. Cái thứ ba màu gì đây? Khui nha nha, màu gì? Màu xanh nè. Màu xanh. Cái màu đen. Cái màu màu gì? Tím tím, màu nó hơi tím tím. Cái màu xanh, xanh dương. Rồi bây giờ khởi động nha. Video này Jenny chỉ chia sẻ là cái mua cái điện thoại Redmi 12C ở Đài Loan mới nhất là giá bao nhiêu, thì Jenny đã chia sẻ vậy nha. Còn ở Việt Nam thì bán giá là Jenny theo ra trên Thế Giới Di Động là 3.590.000, thì ở bên này nó bán chỉ có 2.990 đồng, tức là giá bao nhiêu để Jenny tính lại nha. 2.990 đồng mà mình nhân cho 750, nhân cho 750 2.242.500 là bán tại Đài Loan nha, bán tại Đài Loan á. Còn ở Việt Nam là bán 3.500.000 luôn, 3.590.000. Nó rẻ hơn tới 1.000.000 mấy, rẻ hơn tới 1.000.000 mấy. Rồi, đó là ba chiếc điện thoại nha, ba chiếc điện thoại. Cho này chia sẻ ba chiếc điện thoại xong rồi. Cho này không có biết sử dụng điện thoại này. Nói chung là ngu về sử dụng điện thoại này á, không có rành, nói chung là không có rành. Không có rành về điện thoại này, cái này là trên này chỉ mua về làm quà bên Việt Nam thôi. Và trên này kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.